Vâng, chào mừng quý vị, anh chị và bạn quay trở lại với kênh Mua Bán Tục Cũ Kèm Loan Kinh Môn. Và rất cảm ơn quý vị, anh chị và bạn đã luôn đồng hành với kênh Kèm Loan trong suốt thời gian qua. Quý anh chị các bạn lần đầu theo dõi clip của em Loan, nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất em đăng lên thường xuyên trong ngày anh chị nhé. Thì trong buổi chiều tối ngày hôm nay, em Loan tiếp tục lên sóng giới thiệu cho quý anh chị các bạn xem một mẫu xe rất đẹp luôn. Một mẫu xe Toyota Camry anh chị nhé. Trang bị khối động cơ 3.0, sản xuất năm 2002, số tự động, form mới rồi. Và cái tông màu thì rất là được nhiều người đang tìm kiếm cái mẫu tông màu này. Vâng, đây là cái tông màu phấn hồng. Một chiếc xe mang tên tư nhân biển thành phố anh chị nhá. Em đang chào bán chiếc xe với mức giá là 245 triệu đồng thôi, rất rẻ thôi ạ. Anh chị em quan tâm đến xem xe trực tiếp tại cơ sở 2 của em có địa chỉ 92 Vườn Nài, An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ qua số điện thoại của em Loan 0976081699, sở hữu và chốt cọc cái mẫu xe Toyota Camry sản xuất năm 2002 form mới này chị nhá. Xe thì đảm bảo cho anh chị các bạn luôn là một mẫu xe đẹp, không lỗi gì, hoàn toàn về sẵn sử dụng thôi ạ. Tại sao thì cái dòng xe này nó lại không mất giá? Một cái dòng Toyota, dòng xe cực kỳ bền bỉ theo thời gian đấy anh chị biết rồi. Không hề có hiện tượng hỏng vặt, lỗi vặt cái dòng này luôn. Là răng rất sáng luôn chị nhá. Đăng kiểm dài tháng 1 năm 2021 cơ ạ. Màu phấn hồng nguyên bản theo xe. Đấy. Xe thì được trang bị túi khí này, ABS, màn hình cam lùi đầy đủ trên xe. Hộp số tự động, động cơ 3.0. Tất cả các thanh nan điều hòa từ năm 2002 hoàn toàn không hề có hiện tượng bị gãy gập gì anh chị nhá. Nội thất được bọc mới hoàn toàn rồi. Đấy, qua thời gian sử dụng có hiện tượng nhăn nhúm rách thì chúng ta không thể tránh được. 18 năm rồi thì đã được bọc mới, cái nội thất cực đẹp luôn anh chị nhá. Đó, rất đẹp luôn, một mẫu xe Toyota Camry sản xuất năm 2002, số tự động 3.0. Hoàn toàn là một chiếc xe không lỗi nhỏ, không đâm xô, không ngập nước gì. Hai dàn điều hòa độc lập. Em đảm bảo cho anh chị các bạn đến xem xe mẫu xe này là anh chị các bạn kết luôn. Đó, chỉ có 245 triệu đồng thôi ạ. Nội thất cực đẹp luôn anh chị nhá. Đấy, nội thất da bọc có độ nhún, nó nhìn nó tạo một cái cảm giác gì đó rất sang. Đó, gạt tàn. Keo chỉ của nó hoàn toàn hệ thống keo chỉ nguyên, không va chạm. Đây, gầm về đây anh chị nhìn này. Cực sáng luôn, hoàn toàn không hề một chút gì gọi là hàn mọt luôn nhá. Cầm rất sáng, không chảy dầu nhớt gì. Quý anh chị các bạn quan tâm thì đăng ký kênh của em nhé. Bật nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình lên ạ. Để theo dõi những cái mẫu xe mới nhất em đăng lên. Để chị các bạn có thể tham khảo. Rất đẹp luôn. Giá hơn 200 triệu đồng. Cái dòng này anh chị các bạn đi mỹ mãn luôn. Cực êm, cực đầm. Và không hỏng vặt, không nổi vặt gì. Tất cả các phím bấm của xe còn vô cùng là sắc nét. Ghế chỉnh điện. Anh chị nhìn vô lăng này. Đó, 18 năm sử dụng, vô lăng và cần số nhá, nguyên bản luôn. Tất cả các nhựa của cái dòng Camry này anh chị biết rồi. Toyota thì để nói về dòng Toyota thì ăn khách nhất là dòng Camry và dòng Toyota Fortuner. Đấy, một cái dòng xe gầm thấp và gầm cao. Những cái lối thiết kế của nó rất là sang, rất nhiều tiện ích ở trong cái phần khoang xe. Đấy, tất cả các hệ thống keo chỉ của xe này, lỉ quanh cốp này. Đó, hệ thống lốp sơ cua kích nốp theo xe đầy đủ anh chị nhá. Chốt cọc mỗi xe quý anh chị các bạn đảm bảo, em sẽ cam kết uy tín cho anh chị các bạn luôn. Xe không lỗi gì. Với cái mức giá 245 triệu, bên em sẽ bao hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho anh chị các bạn luôn. Xe hoàn toàn là không hề có hiện tượng là báo lỗi gì nhá. Đầu đài nguyên bản theo xe và đã được độ màn hình. Một chiếc xe hệ thống điều hòa rất là mát anh chị nhá. 3.0 thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này dao động tầm đó tầm 11 12 lít anh chị nhá, trên 100 km hàng trường. Vâng, thì mua một chiếc xe để anh chị đã bạn đã yêu thích những cái dòng xe chấm cao thì đổi lại thì nó sẽ tốn xăng.
Thế nhưng mà chúng ta đi rất là bền, rất là đầm, rất là lướt xe. Nếu anh chị nào đã đam mê cái dòng xe thì anh chị bạn không quan tâm đến cái dòng xăng cộ anh chị nhá. Đây ạ. Và về cái hệ thống khoang máy của xe, tất cả các hệ thống đinh tán của xe hoàn toàn theo xe. Hệ thống chân máy hoàn toàn là chưa hạ anh chị nhá. Máy lộ rất là êm ái. Đó, rất là sạch sẽ luôn. Từ năm 2002 trải qua 18 năm sử dụng, giữ được cái hệ thống xe, chất xe như này thì đảm bảo anh chị các bạn là không phải phải băn khoăn hay là lo lắng gì một cái chất xe như này cả. Chỉ có 245 triệu thôi. Tông màu hồng phấn, form mới 202. Số tự động, biển số thành phố anh chị nhá. Rất thích hợp cho quý anh chị các bạn Sài Gòn, Hà Nội. Ở dưới cái biển số đã được độ cái dải đèn nét, nếu chị các bạn đi dưới tối nhá, cực sáng luôn. Và quanh viền của cái phần đèn. Tổng thành chi tiết cái mẫu xe của anh chị các bạn có thể up Zalo cho em qua số điện thoại 0976081699 để tôi gửi chi tiết cùng giấy tờ chiếc xe này cho quý anh chị các bạn để yên tâm cho qua chốt cọc anh chị nhá. Rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh của em trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.